Sáng nay, ngày 30 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng các thành viên trong đoàn. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Ngô Trịnh Hà đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Ngô Trịnh Hà, hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu với đoàn về quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản luôn phát triển tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chân thành cảm ơn Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà và Tổng lãnh sự Quán Ta đã hỗ trợ đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, đặc biệt đã phối hợp hỗ trợ trong công tác chuẩn bị hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch tại Osaka. Bí thư Thành ủy cũng đã thông tin sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng trong năm 2022 và định hướng phát triển trong thời gian đến, đồng thời khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Đà Nẵng. Hợp tác với Nhật không chỉ dừng lại ở việc tăng cường hợp tác hữu nghị mà còn phát triển hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, đề nghị Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka hỗ trợ Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, kết nối, xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực trên. Thưa quý vị, tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đối tác Nhật tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản vào tháng 7 năm 2023. Tại đây dự kiến công ty Morikosan Nhật Bản sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp Nhật Bản Đà Nẵng với khoảng 150 doanh nghiệp tham dự. Bí thư Thành ủy mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka quan tâm hỗ trợ quảng bá sự kiện và tham gia đồng hành cùng sự kiện này, đồng thời kết nối với các địa phương Nhật và hỗ trợ mời các đoàn sang tham gia lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản-Đà Nẵng năm 2023.